Hello anh em. Chào anh em, hôm nay Trung đang có mặt tại trường nghiệp vụ hiệp thể thao Cần Thơ. Vào một buổi chiều anh em tập trung đông đủ mới đánh thì gặp trời mưa thế này nè. Sân rất là trơn trượt, anh em cố gắng đẩy nước ra bây giờ chơi nè. Đó, thấy sự đam mê của anh em bóng rổ Cần Thơ chưa? Các bạn có thấy sự đam mê của anh em bóng rổ Cần Thơ chưa? Sân khá trơn nhưng mà Nâu Xuân vẫn có những động tác đột phá qua người. Hy vọng là phong trào bóng rổ Cần Thơ ngày một phát triển hơn. Trên sân chúng ta hiện tại là số 9 Akem Scott đang cầm bóng, anh ta ném không qua. Wow. Bên đây là BD 3D 3B Chicago Bull. Ba B ném, wow ơi, quá dữ. Tại bên nặng mình đi cho. Akem Scott đổ thừa. Akem Scott đăng luôn phải không? Vì anh hồi đây là một fan cứng mà nhiều năm theo Sài Gòn Heat nè. Anh có nhận định gì về đội Sài Gòn Heat vô địch năm nay không, Vì anh hồi? Có chứ. Cảm nhận của em như thế nào khi mà Sài Gòn Heat sau 4 mùa giải đã lên chức vô địch? Vui mừng, nói chung là không thể diễn đạt được. Rồi, ok. Em bắt đầu hâm mộ Sài Gòn Heat và theo fan của Sài Gòn Heat là từ khi nào vậy? Từ 2017. 2017. Khi đó em đang sống ở Sài Gòn đúng không? Rồi bây giờ về Cần Thơ em còn hâm mộ Sài Gòn Heat không? Còn chứ. Vẫn theo Sài theo đuổi cái là người hâm mộ Sài Gòn Heat hả? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Vừa mới nói chuyện với một fan hâm mộ Sài Gòn Heat thì trời lại mưa nữa. Thôi. Dạ. Nè mọi người thấy nè, trời đang rất mưa nhưng mà mọi người vẫn cố gắng ở lại chơi. Ghé mà. Thắng là đã kim thắng.